Vậy là từ tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ Quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 8.000 câu nha. 8.000 câu này 8.000 câu lóng dài. Ngắn nhất sẽ là một cây 7m2, cây này. Cây này 7m2. 1 2 3 4 5, 5 cây này sẽ là 9m nha mọi người. Phần ở đây là 7m2, 8m và 8m1. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em lên á thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Đếm vô cái thứ nhất người tham khảo. Cây thứ nhất là hai đọt nha mọi người, nó có đọt phụ đây. Cây này là một cây của hàng Shimano. Hàng ngoại hình thì có xứ xác, có thời gian nha mọi người. Đó. Cây này thì cây dâm, nhưng mà nó hư cái dâm này. Cái dâm ai thọt vô đây cứng quá, cứng gút không được. Thì nó sẽ là, hiện tại nó sẽ là 9m nha mọi người. Đó. Mã code đầy đủ nha, cây này cái Shimano nội địa. Hàng cực kỳ ok luôn. Hàng bao anh em săn hàng. Đây, đầu cần đây. Tí em gút lóng cho mọi người xem. Đọt đây, đó. Bu đây. Cái này thì hai đọt, một đọt 1 ly 7, 1 ly 7 đang trong cần, một đọt 2 ly 1 nha mọi người. Đây, đọt này 2 ly 1. Độ cứng thì nó rơi vào tầm một đọt thì 3 H, 5 tới 4 H, một đọt từ 4 H đến 5 H nha mọi người. Cây này thì gốc nó sẽ là 26 ly. Đó, thu gọn là 135 cm, nặng là 300 g, rất là nhẹ nha. Đối với cần 9m thì khối lượng này rất là nhẹ rồi. Thôi cây này thì xịn sò rồi, khỏi cần bàn. Phôi, tổ ong nha mọi người, cắt con tổ ong. Rút cho mọi người xem. 9m thì rút nó hơi khó. Đây mọi người, phôi nó phôi tổ ong nha mọi người, cắt con. Nói chung thì ngoại hình nó còn rất là ok nha. Nó chỉ hư cái zoom thôi, nó không dư cái zoom mà vô tiền này. Rất là ok nha mọi người, sẵn tết luôn á. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Phôi dạng phôi xịn sò luôn á. Hai đọt này thì bên Nhật về sau thì em để quẩy luôn. Cực kỳ đẹp nha. Vàng bên trong rất là đẹp nha mọi người. Rồi, giá công khai cái thứ nhất là 2 triệu nha. Cây số 1 giá 2 triệu nha mọi người. Đó. Ngoại hình nó chỉ hư cái dâm này thôi. Đó, anh em về có cách tháo ra thì vô tiền. Đó. Cây này thì chuyên cho anh em săn hàng, đánh trôi, đánh trôi, đánh chấm. Đó, đánh dạt vào biển nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 cũng là một cây hàng hệ nha mọi người. Cây này thì ok hết. Cây này vẫn là một cây Shimano 9m nha mọi người, hàng nội địa. Đây. Cây này thì là một cây cứng vừa, chuyên cho anh em câu chép nha. Đó, câu chép. Hàng thì hàng sẵn hay da thế này thì ngoại hình thế này thì khỏi cần bàn. Đây, đầu lỏng đây, ok hết nha mọi người. Đó. Không tét bể gì hết. Anh em về anh em tháo ra kiểm tra, nếu tét bể gì thì báo em. Em nhận lại hết. Em lấy ống ra cho anh em xem. Đang mấy cần này thì chịu khó lấy cái này ra tí. Cái này đẹp xuất sắc luôn. Sáng nhất hai da hàng hệ của Shimano. Đây. Góc nó đây.
sáng cực kỳ đẹp nha mọi người. Sắc sảo luôn á, hai cây Shimano, cây số 1, số 2 là sắc sảo luôn. Bốn cái em mọi người. Đó. Thì cây này bên Nhật về sao thì em cứ để vậy thôi. Đó. Cái này chen em câu chép nha, độ cứng ra tầm khoảng 3H cử thôi. Đó, chen đến chép. Cây này thì 9m, đọt là 1.6 ly. Đó. Gốc là đọt 1.3 ly nha mọi người, gốc là 26 ly, nặng là 260 g, rất là nhẹ, sao cần 9m là rất là nhẹ luôn nha mọi người. Đó, thu gọn là 130 cm, độ cứng tầm khoảng 3H 3H cử rồi đó. Ngoại hình thì em đã sâu cho anh em xem rất là đẹp nha, trắng ghế từ gốc tới ngọn luôn. Rồi, giá công khai cây số 2 là 2.5 triệu nha mọi người. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một hàng thương hiệu nha mọi người. Cây này là của NFT. Đó, cây này khoảng là một cây 9m. 9m NFT. Delus. Rất là đẹp, ngoại hình cũng còn khá là ok. Những cây này thì những cây em tuyển về, nó rất là ok ngoại hình. Cây này thì đọt là 1.8 ly, gốc là 25 ly nha mọi người. Thu gọn là 130 cm, nặng là 350 g, 310 g nha. Đó, nặng 310 g, độ cứng nó ra tầm khoảng 4H cử nha, 4H cử nha mọi người. Đó, hàng này khá cứng. Cây này thì giá là 2.5 triệu. Em tháo ra cho anh em xem. Xem phôi, cái phôi những cây đia này, đia lút này rất là chắc. Đây, đầu đọt thì em sẽ đi chỉ lại nha. Đó, cái này em đi lại thì em nói thôi. Còn rất là đẹp nha mọi người. Đó. Mấy cái phôi của mấy cây hàng hệ này thì chắc khỏi bàn, chắc như nước cắt luôn. Chắc mà đẹp nó. Đây nè. Phôi nó là sẽ là phôi carbon tối ong nha. Nó đang khá là dày. Hàng thì sẽ là hàng sẵn hai da, anh em có thấy ngoại hình rất là ok nha. Lóng trong lóng ngoài ok hết. Đầu lõm ok, không bể tét gì hết nha. Sáng tít. Cây này còn khá đẹp. Anh em. Sáng tết nha mọi người, sáng tết từ đất đến ngọn luôn. Ngoài hình khá ok, không xước xát chè chụa gì hết. Đầu lỏng nè. Rất là đẹp nha mọi người. Rồi tổ ong. Có cái này nó bị chút. Chóc sơn nha mọi người, chóc sơn. Đây, chóc sơn nha, không có bị chày bể gì đâu. Đó, thấy không? Bán hàng thì sẽ cố gắng soi cho anh em coi kỹ. Phôi là phôi tổ ong, cặp quanh hai da nha. Đó, giá công khai cây số 3 là 2.5 triệu nha mọi người. Đó, bằng với cây số 2 luôn. Đó, giá công khai là 2.5 triệu. Cây này chỉ cho em săn hàng. Câu
chấm câu chép đánh gạch đánh bạc bờ biển nha, đánh gần cái này cứng 4 hắc. Tiếp theo sẽ qua những cây này thì cây số 4 sẽ là một cây của bà cô, cây này hàng quá là 9 mét luôn rồi, 9 mét hàng thì hàng cặp con sắn chìm nha, nhìn rất là ok đầu ở đây. Thì hàng này thì em cũng đảm bảo hàng không bể không hư gì hết. Cây này thì đọt là 1 ly 3, gốc là 27 ly, thu gọn 135 cm, nặng là 450 g, độ cứng ra tầm khoảng 3H đến 3H gửi nha mọi người, 3H 3H gửi. Cây này chia cho anh em đi câu chép rồi, săn chép đó, săn chép đến giặt về biển đến gần. Càng thì dạng cái này thì nguyên zin nha mọi người, nguyên zin. Đó, để em soi cho anh em xem. Hai cặp con sáng chìm nha mọi người. Nguyên zin, không còn gì phải bàn nữa. Cái nào đi keo lại không thôi bị gì thì em sẽ nói. Còn khá đẹp nha, cái này nó bị dính keo hay á, đã biết rất là ok nha mọi người. Giá công khai cây này sẽ là 1,5 triệu nha mọi người. Cây số 4 1,5 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 một cây hàng cho anh em chim đánh chép đây. Cây này là một cây hàng của Nissin nha mọi người. Rất là đẹp. Máy này là dít keo nha mọi người, dít keo, nãy anh quên lau. Đây dính keo đây nha, cái này là keo thôi nha mọi người. Đây nội địa nha, tem Nissin. Cây này dài 9 mét, có tổng cộng là 10 lóng. Cây này cứng vừa thôi, chiên trên câu chép. Cây này thì dài là đọt là 1 ly 1, gốc là 28 ly, thu gọn 103 cm, nặng là 530 g, độ cứng gờ tầm khoảng 2.5 đến 3H cho mọi người. Cái này chi câu chép đánh dập về biển khá đẹp nha. Cái này thì đầu bố em sẽ đi chỉ lại nha, đi chỉ độ keo AB lại cho anh em. Cái nào làm thì báo hết. Nissin nội địa. Cái này Nissin, cái bên kia là FT. Bán mấy cái này thì chịu khó đút lóng ra. Lúc em để đem quay cho em xem dễ. Đây ngoại hình còn khá là ok nha mọi người, để em tay quay cho dễ đi, chịu khó lâu tí. Đây phôi là phôi carbon sắn chìm nha mọi người, hàng Nissin, phôi cực kỳ đẹp luôn. Đầu ok hết. Thì anh em cần thì báo em chụp hình tặng cảnh cho anh em xem. Cực kỳ đẹp nha. Ngoại hình thì không còn gì phải bàn nha mọi người, cái này rất là đẹp luôn.
đọt nó tầm khoảng 2h30 3h thôi nha mọi người. Đó, đọt cái này thì cho anh em câu chép rồi, câu chép thôi, đánh chép sân sân hàng thì cảm giác. Rồi giá công khai nha mọi người, giá công khai cây số 5 là 1,6 triệu nha. Đó, càng còn rất là ok nha, chỗ này dính keo thôi nha mọi người, về lao là gà hết thôi. Tiếp theo sẽ là một cây chiên cho anh em săn hàng tiếp. Cây này là cây của Nissin nha, cây Nissin. Cây này chất liệu là carbon gold, cây này carbon là xịn sò luôn á. Đây nó sẽ sẵn cargo nha mọi người. Đó, cây này thì dài 2 mét, dài 7m2 nha mọi người, dài 7m2. Đó, cây này dài 7m2, đọt là 1,4 ly, gốc là 30, thu gọn là 105 cm, nặng là 450 g, độ cứng là tầm khoảng 3h30 đến 4h nha, 3h30 4h. Cây này chuyên cho anh em săn hàng đánh chép, đánh chơi, đánh chám, ngoại hình còn rất là ok nha, như anh em đã thấy. Đọt này là đọt nguyên sinh nha mọi người. Đó, bên Nhật họ làm sao thì em để vậy luôn. Thì rút ra cho anh em xem cái phôi. Phôi thì bao hư hỏng, bao lỗi lầm. Thì anh em về nhà, về em ship cho anh em có thể tháo ra kiểm tra. Đó, kiểm tra thì ông em cũng được. Anh em phôi nó đây, dạng nó sẵn cargo nha, sẵn chìm, rất là đẹp nha mọi người, xuất sắc ít thôi. Cây này thì sức sát ít thôi. Đây là sẵn cargo đây, anh em có thấy sẵn tiết từ đất tới ngọn nha mọi người. Rất là ok nha. Đọt cây này thì nó sẽ là đọt long phục nha mọi người, khúc ở trên là đọt đặc á. Đây điểm nói nó đây, khúc này đọt bọng, carbon bọng, ở đây carbon đặc nha mọi người. Đó, giúp cho chịu lực tải cao hơn nha. Đó, sắp chạy được tải cao. Với nó làm dịu cái cần này nữa. Đó, cây Nissin, cây số 6. Cây này có giá là 1,8 triệu nha mọi người. 1,8 triệu, một cây 7m2. Hàng nội địa nha, hàng nội địa của Nhật. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 thì hình như là clip trước em cũng có lên. Hàng gỗ mệt, hàng này của Korea nha mọi người. Đó, chất liệu vẫn là chất liệu bôi, ngoại hình thì khá ok. Đó, cây này dài 8m nha mọi người, dài 8m, dài 8m thì nặng là một nặng 550 g, thu gọn 130 cm, đọt có 1,7 nha mọi người, đọt 1,7, độ cứng ra tầm khoảng 3h30 đến 4h. Đọt 1,7, độ cứng ra 3h30 đến 4h. Cần thì nguyên zin từ A đến Z. Đầu bu là đầu bu sẵn 360 độ nha mọi người. Phôi là phôi carbon, để em gút cho mọi người xem. Thì bán cái này thì nó sẽ là màu xanh nha mọi người, nó được sơn carbon, được sơn màu xanh. Anh em nào hợp phong thủy với màu xanh thì lấy cái này về săn hàng, câu nàng tiên cá. Đây, sau cho anh em coi bốn lóng ở trên đầu trước.
Rất đẹp như này, sắn thì sắn từ đến ngọn luôn. Sắn đây. Ngọn quá là ngọn carbon như này, nguyên zin. Đẹp đẹp xuất sắc luôn á. Anh em hộp nào dưới màu xanh thì hút nó què đánh phong thủy luôn. Rất là đẹp nhân rồi. Carbon sắn. Mã code của nó đây. Mã code là xuất thị trường Nhật. Rồi, giá công khai cây số 7. Giá công khai số 7 là 1 triệu 5 nha mọi người. Càng còn rất là đẹp nha. Rồi, tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, cây số 8. Cây này dài 8m1 nha mọi người. Cây số 8 dài 8m1. Ngoại hình có xuất sắc là thời gian nha. Cái đầu cần nó để cái nấm nè, khá vui á. Ngoại hình xuất sắc là thời gian nha mọi người. Nẹp tê đất miền xin nó đông chữ nẹp tê luôn. Cái này chuẩn nội địa nha, tem nó đây. Đây. Cây này dài 8m1, đọt 1 ly 4, gốc là 31 ly, nặng là 580 g, thu gọn là 130 cm, độ cứng ra tầm khoảng 3h5 đến 4h nha mọi người. Cây này săn hàng cũng ok, săn hàng đánh chép đánh choi đánh chám. Ngọn đây mọi người, ngọn là ngọn carbon nha mọi người. Đó. Ngọn winzin từ Nhật về, sau thì em để quay để em sau từng lóng cho anh em xem. Phôi vẫn là phôi carbon. Chất liệu này là ft đời đầu nha anh em. Đó, phôi cực kỳ dày luôn á. Nè, cầm tay mà phôi mấy cây ft đầu này rất là dày nha anh em, dày cui luôn. Em soi cái những lóng gần đọt trước. Carbon nha anh em, sẵn ok hết. Không bể, không nứt, không nẻ gì hết. Đây nè, phôi khá dày nha. Thôi mấy cây này ft từ đầu này thì chia ra sân hàng này. Đó. Anh em đánh vô gừng câu đánh cá chê rất là ok nha. Đó. Chạm nhau cấp. Rồi giá cây cuối cùng, cây số 8 mất tiêu giá. Giá 1,6 triệu nha anh em. Ở cây số 8 cây cuối cùng 1,6 triệu. Thôi cực kỳ ok luôn. Đó. Rồi, đó tổng cộng 8 cái cần em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể chốt để lại số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em. Đó, 3 cây đầu tiên, 3 cây hàng hệ. Em sâu xa mà anh thấy nó sắn tít. Rồi, cảm ơn anh em nhé.